Ngày xưa xưa đến cái mức kỷ băng hà vẫn còn chưa hết, có một ngôi làng nơi mọi người tin vào tâm linh, về những linh hồn ẩn hiện nơi cực quang trên núi. Họ tin rằng những linh hồn ấy sẽ dẫn lối cho dân làng bằng đớ. Trong làng có ba anh em nhà nọ: Sitka, Denahi, Kenai. Trong ba thằng, Kenai nghịch ngu nhiều nhất, báo đời báo đốm trong lúc cả hai anh đang phải cất công săn bắn hái lượm. Cũng phải thôi, vì Kenai chưa được làm người lớn, vẫn chưa trải qua nghi lễ trưởng thành, chưa có vật tổ làm bằng đớ dẫn lối. Điều đó sẽ thay đổi sớm thôi, cụ thể là tối nay. Nhưng trước tiên nhiệm vụ của Kenai là phải buộc giỏ cá này lên cây cái đã. Không, mấy con gấu mà ngửi thấy thì kiểu gì Kenai cũng biết mùi. Cơ mà dặn rồi có nghe đâu. Kenai buộc dây cầu thả để giỏ cá rơi mẹ xuống đất. Nhưng nghĩ thế nào thấy rơi rồi chưa buộc lại đã chim cút. Ở buổi lễ trưởng thành, bà thầy cúng của cả làng dạy đám trẻ về vật tổ, rằng mấy mẩu đá đó chính là cách mà tổ tiên mách bảo, dẫn dắt con người ta đi theo con đường đúng đắn, xứng đáng với những bậc tiền nhân đi trước. Vậy thì vật tổ của Kenai hôm nay tượng trưng cho điều gì nào? Bà cụ mở gói đồ và lấy ra một con gấu làm bằng đớ, nói rằng Kenai sẽ được dẫn dắt bởi tình yêu. Hả? Con gấu tình yêu á? Chẳng hóa ra vật tổ của Kenai là gấu pu à? Bà thầy cũng nói rằng vật tổ biểu trưng cho tình yêu thương là loại quý hiếm nhất, SSR 0,01% tỷ lệ, nên là ý kiến thì lên đỉnh núi gặp tổ tiên mà kiện. Kenai rời buổi lễ trong tâm trạng không được hào hứng cho lắm, nhất là khi có bị anh Denahi cười nhạo. Làm vòng hoa tôn vinh sự nam tính cho em, anh cả Sitka đến động viên Kenai rằng ít ra vật tổ của chú em không phải là phú lê. Kenai nói rằng phú lê thì biết gái, còn gấu chó gấu mèo thì có bao giờ biết yêu ai, làm sao mà làm theo được, chúng nó chỉ biết ăn cắp ăn trộm thôi. Trùng hợp chưa, cái giỏ ban nãy Kenai làm rơi đã bị một con gấu đánh chén vương vãi. Giao cho có một việc mà làm không xong. Denahi trách em út cầu thả, làm Kenai nóng máu, mang phóng lợn đi solo gấu, đòi lại cái giỏ đựng cá. Đáng buồn là làm gì có cái giỏ nào. Kenai cày lắm, thách đấu con gấu làm vài đường tỉ thí. Tất nhiên là Kenai ăn hành, cậu có phải người Nga đéo đâu mà solo với gấu. Hai anh trai đi tìm Kenai kịp lúc đến giải vây cho cậu. Bình thường thì 3-1 không chột cũng khỏe, nhưng ba anh em đấu với một con gấu thì chưa chắc cả nha. Denahi và Kenai ăn hành ngập mồm, bị đánh văng xuống vực, khiến Sitka phải hy sinh bằng cách phá băng, kéo con gấu rơi xuống vách núi cùng mình, chết mất xác. Đen cái con gấu thì vô sự. Hai anh em mang di vật của Sitka về làng. Denahi cố ngăn em mình trả thù con gấu, nói rằng không phải tại con gấu mà Sitka chết, nhưng không cản được Kenai. Cậu vứt vật tổ của mình ở nhà, nói rằng yêu với trả đường chả có ích gì cho Kenai cả, rằng cậu cần phải báo thù. Sau nhiều ngày truy đuổi, Kenai đã tìm được con gấu hôm trước, nhưng lần này thay vì đánh trả thì nó bỏ chạy. Một cuộc rượt đuổi diễn ra, Kenai bắt kịp con thú, lao vào solo sống chết. Lần này thì Kenai ăn thật, con gấu chết, và tổ tiên thì không vui. Sitka hiện hồn về, làm xác con gấu kia tan thành ánh sáng, rồi chẳng nói chẳng rằng anh biến Kenai thành một con gấu. Đúng lúc ấy, Denahi tìm đến nơi để thuyết phục em về, nhưng chỉ thấy đống quần áo rách bươm của em trai và một con gấu lảo đa lảo đảo. Denahi tưởng em mình đã bị gấu ăn thịt, còn Kenai thì chưa quen với cơ thể mới nên rơi xuống núi, bị cuốn theo thác dữ dạt đến một bờ sông rõ xa. Khi Kenai tỉnh dậy, cậu gặp được bà thầy cúng của làng mình. Cậu cố giải thích cho bà những chuyện vừa xảy ra trên đỉnh núi, nhưng bà cụ có hiểu tiếng gấu đâu. Đến giờ thì Kenai mới nhận ra mình đã trở thành gấu từ lúc nào, rên la trong tuyệt vọng. Bà cụ giải thích cho Kenai rằng đây là cách mà Sitka chỉ dạy một bài học mới cho Kenai. Nếu cậu muốn trở lại làm người, cậu sẽ phải tìm một người con gái yêu mình thật lòng trước khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống. Cái gì nhầm phim à? Kenai phải lên đỉnh núi nơi ánh cực quang chạm xuống mặt đất, hỏi Sitka xem chuộc lại lỗi lầm mình gây ra như thế nào. Vừa nói xong thì bà cụ mất hút luôn, chưa kịp để Kenai giải thích là cậu có lỗi gì đâu. Kenai hỏi chuyện các sinh vật trong rừng thì nhận ra giờ mình có thể nghe hiểu chúng nó. Tất nhiên là không ai muốn giao du với đầu gấu, nên thấy Kenai là thấy giang hồ, như người học hết cấp 2 lỡ va vào Khánh Sky, chạy trước tính sau. Lang thang một lúc thì Kenai dính bẫy, bị treo ngược lên cành cây. Cậu gặp một chú gấu con, nhưng như tôi đã nói, Kenai không ưa gì gấu với chả mèo nên đuổi chú bé ra xa. Chật vật thế nào từ sáng sớm đến chiều vẫn không thoát được. Đấy là còn chưa kể việc phải nghe thằng gấu con lải nhải từng đó giờ. Kenai đành nhờ chú gấu con giúp đỡ. Gấu con đòi Kenai đi cùng chú đến buổi họp mặt săn cá hồi của đàn gấu. Kenai đồng ý, nhưng vừa thả Kenai xuống thì con gấu chạy mất. Anh trai Kenai chạy tới, hóa ra chiếc bẫy này là của Denahi, và Denahi vẫn đang truy sát con gấu mà anh nghĩ là đã ăn thịt Kenai. Hai con gấu trốn trong hang băng chờ nguy hiểm qua đi. Kenai định sủi kèo, phủi đít bỏ gấu con ở lại một mình. Đen cái là cậu bị nó thao túng tâm lý, rằng chú gấu con vừa mới lạc mẹ nên Kenai động lòng thương, đành ở lại. Chú gấu con kể rằng ở chỗ mà bầy gấu hay tụ tập, đêm nào chúng cũng thấy cực quang chạm vào đỉnh núi bên cạnh. Ồ thế á? Thế thì đúng chỗ mà Kenai cần đến còn gì nữa. Chú gấu con tự giới thiệu mình tên là Koda, và sáng mai thì hai anh em lên đường. Chuyến hành trình dẫn hai anh em đầu gấu đi qua rừng hoang, đến đồng bằng, từ núi cao đến vực sâu. Đi bộ chán, hai anh em quá giang trên mấy chú voi ma mút tốt bụng. Một đêm nọ, Koda tâm sự với Kenai. Cuộc nói chuyện ấy khiến cậu nhận ra gấu cũng là những sinh vật thông minh, có suy nghĩ, tâm tư, tình cảm. Và từ lúc nào thì Kenai đã ngừng chán ghét, thờ ơ, chuyển sang yêu quý chú em mới này. Ngày hôm sau, hai anh em đi qua một mảng đất mọc đầy những miệng khí phun từ dưới lên. Đúng lúc ấy thì Denahi cũng đến nơi. Một cuộc rượt đuổi diễn ra, Kenai ôm Koda bỏ chạy. Nhưng vì Denahi không phải là nhân vật chính, nên anh không có cái áo mới nào được làm từ da của Kenai cả. Hai anh em gấu chạy thoát được khỏi bác thợ săn,
thì tìm được đến suối cá hổi chứ danh, nơi bầy gấu hội ngộ. Từ nơi này nhìn về phía xa đúng là thấy ngọn núi cao đến tận trời thật. Kenai định thả Koda ở đây rồi rời đi, nhưng bị đám gấu tốt bụng giữ lại, dạy cậu tận hưởng niềm vui nơi đây, trượt nước bắt cá. Lần này thì niềm tin của Kenai rằng đầu gấu đầu mèo toàn bọn vô tri mất dạy hoàn toàn sụp đổ. Gấu cũng là những sinh vật thông minh, biết yêu thương chia sẻ, chiều xuống. Đàn gấu ngồi bên bờ suối kể chuyện, gấu to gấu nhỏ, gấu nga gấu mẽo, chưa kể quả cơm gấu nhìn a cay vờ lờ. Đến lượt Koda kể, chú kể lại vụ mẹ mình một thân chấp 3 thằng thợ săn, quật một thằng chết, 2 thằng bị thương, rồi để lạc mất Koda. May là gặp được Kenai, flashback hồi tưởng các thứ, Kenai mới nhận ra con gấu mà cậu giết đợt trước chẳng ai khác chính là mẹ Koda. Mặc cảm tội lỗi khiến Kenai phát hoảng rồi bỏ chạy. Một lát sau Koda tìm đến nơi, thắc mắc sao anh mình mặt còn dài hơn cả mấy con tuần lộc thế này. Biết không thể nào ôm bí mật này mãi được, Kenai đành phải kể cho chú bé không chịu được sự thật phũ phàng rằng người anh trai trong mơ được thần linh ban tặng cho Koda lại chính là người đã giết mẹ của cậu. Chú bé trốn đi mất, Kenai không biết phải làm gì, chỉ biết nói lời xin lỗi rồi bỏ đi lên đỉnh núi. Chỉ còn lại một mình Koda gặp hai anh em tuần lộc, dù có cãi cọ, dù có xung đột, vẫn có thể làm hòa, vẫn yêu thương, vẫn bảo vệ nhau. Cảnh tượng ấy làm Koda thay đổi suy nghĩ, trở về với Kenai. Cậu đã mò được lên đỉnh núi, nhưng đáng tiếc là chưa đến giờ thần linh xuống trần, chỉ có Denahi đứng đợi. Sau một hồi người và gấu vật lộn, Koda đã theo được tới nơi, húc Denahi khỏi người gấu anh, thả ngọn giáo của Denahi đi để tìm cách cứu Kenai. Giữa tình huống rối loạn, Kenai dùng thân mình lao tới, hy sinh để bảo vệ chú gấu con. Vừa lúc ấy thì Sitka tới nơi, biến Kenai trở lại thành người. Hành trình của cậu đã hoàn thành, Kenai đã học được cách yêu thương đúng như lời tổ tiên chỉ bảo. Nhưng còn Koda thì sao? Vì cậu mà giờ Koda là trẻ mồ côi, Kenai không thể trở lại làm người như thế được. Koda cần có một người lớn che chở bảo ban. Thế là Kenai xin Sitka biến cậu trở lại thành gấu. Ba anh em nhà Kenai đoàn tụ, một người một gấu một ma. Koda gặp mẹ lần cuối, rồi linh hồn của mẹ Koda và anh cả Sitka bay lên nhập vào cực quang rồi biến mất, để hai anh em gấu và Denahi ở lại. Kenai trở lại làng, sau khi học được bài học về tình yêu thương, cậu đã trở thành một người đàn ông thực thụ, được in tay lên vách đá, hệt như tổ tiên ngày trước. Cậu cùng hai người anh em của mình sống cuộc đời hạnh phúc, có anh cả Sitka dõi theo. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.